nó không quá ngọt gắt, nhưng nó lại ăn vô là nó nhớ một cái cảm giác ăn sao mà ăn vô nhớ, giống như nhớ người yêu ấy. Mới quen nhau trời muốn gặp nhau hoài, mà quen nhau rồi hoặc là cưới nhau về rồi thôi đúng không ạ, không muốn gặp nữa. Dạ, là một trong những xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Hiện tại bây giờ Oanh đang đứng tại văn phòng của siêu thị cây giống ở tại Chợ Lách Bến Tre. Và ngày hôm nay thì trong chuyên mục là mùa hè dạy khác, thì hôm nay thì Oanh cũng rất là vui vì có luôn một cái loại trái cây rất là mới muốn chia sẻ với bà con chúng ta. Chắc có lẽ là cái trái loại trái cây này nó chỉ mới ở trên kênh siêu thị cây giống thôi, chứ bà con nếu mà con ở Cần Thơ, Vĩnh Long hoặc là bà con hay ở Sài Gòn thì bà con sẽ rất là hay bắt gặp cái loại trái cây này. Và đặc biệt là cái loại trái cây này thì nó chỉ có vào mùa hè và nó kéo dài được khoảng 3-4 tháng thôi bà con ha. Và rất là dễ thương. Và hôm trước là Oanh đi Sài Gòn thì Oanh mua cái chùm này khoảng 1 kg hơn một xíu. Chá, rất hên trái. Cái này là người ta kết lại với nhau rất là xinh như thế này ha bà con ha. Bà con có biết đây là trái gì không? Đây là trái thanh trà ha bà con ha. Trái thanh trà. Với một cái tên rất là mỹ miều, Thanh Trà, một cô gái tên Thanh Trà cũng rất là thanh khiết cũng như rất là tươi mới ha bà con ha. Và một loại trái cây tên Thanh Trà cũng mang lại một cái sức sống, một cái sự tươi trẻ cho chúng ta. Và đặc biệt là với cái màu vàng rất là đặc trưng, rất là đẹp của trái thanh trà thì nó sẽ giúp cung cấp rất là nhiều vitamin cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã từng ăn thanh trà rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ nó rất là phê, dùng từ phê ha, nó rất là phê, rất là feel của trái thanh trà. Giờ là Oanh sẽ bóc cái trái thanh trà ra để chúng ta bà con cùng với Oanh thưởng thức. Còn những bà con nào ở miền Tây, ở Cần Thơ hoặc là ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp được trái thanh trà này ở trên đường và bán rất là mắc nha. Bán rất là mắc nha bà con. Đây là trái thanh trà, bà con nhìn thấy nó rất là đẹp, nó giống như là cái lòng đỏ của cái trứng gà vậy đó, rất là xinh đúng không ạ? Ngon lắm nha bà con nha. Bà con mà để chín như vậy nè, bà con mà để chín như vậy nè, nó cực kỳ ngon luôn, cực kỳ ngon luôn nhé. Rồi bây giờ là Oanh sẽ ăn, sẽ chờ Oanh một xíu, Oanh sẽ bóc luôn cái ở trong nữa. Ồ, quá ngon, quá ngon. Răng anh Oanh của nó hồi xưa hơi xỉa răng xíu nên nó hơi thưa, nên khi ăn vô cái nó dính nè ha bà con ha, rất là ngon nha bà con nha. Rất là thơm mùi, hơi xoài xoài xíu nữa nha bà con. Oanh sẽ ráng ăn hết cái trái này để quý bà con chúng ta cùng nhau thấy rõ được nhất cái trái này nhá bà con nhé. Đây nhìn như là cái lòng đỏ trứng muối nha bà con ha. Rất là ngọt nha bà con nha. Đây bà con ơi, ăn như một trái xoài vậy đó. Nhưng mà cái hương vị của bạn ấy là có khoảng 20% là vị hơi chua chua. Cái hậu của nó hơi chua chua một xíu ở trong cái cổ họng của chúng ta. Đợi Oanh xíu, Oanh lau cái tay ha bà con ha. Rồi cái trái này là nó hơi chua chua nha bà con nha, nó hơi chua chua và ăn nó rất là thơm ha, thơm mùi xoài và đồng thời là cái vị ngọt của nó không quá ngọt gắt, nhưng nó lại ăn vô là nó nhớ một cái cảm giác ăn sao mà ăn vô nhớ, giống như nhớ người yêu ấy. Mới quen nhau trời muốn gặp nhau hoài, mà quen nhau rồi hoặc là cưới nhau về rồi thôi nuôi hoài không muốn gặp nữa. Dạ, là một trong những con vật mà nuôi hoài vẫn sống, còn mấy con khác là nuôi có ngày nó chết đúng không mấy anh? Dạ. Thì khi mà chúng ta ăn thanh trà thì bà con sẽ có cảm giác giống như Oanh, chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi nhớ nhớ ha. Khi mà ở ngoài vậy thì không thấy mùi thơm nha, nhưng khi bà con hái và ăn giống như lúc nãy mà Oanh cầm lên Oanh ăn á, thì bà con sẽ thấy nó có mùi thơm nhẹ của hương xoài. Và đây cũng là hương thơm đặc trưng của trái thanh trà. Tuy nhiên thì nhiều bà con khi mà Oanh đưa cái này lên thì chắc chắn bà con sẽ hỏi là Oanh có cây giống hay không, tại vì bên Oanh là chuyên cung cấp cây giống đúng không quý bà con. Và cái trái này với cái màu vàng ống này nó sẽ giúp mang lại rất nhiều vitamin cho chúng ta, rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt rất đẹp da và rất tốt cho việc ăn để tăng cường sức đề kháng nè, tăng cường vitamin nè, tăng cường sức khỏe làn da, tăng độ sáng của làn da của chúng ta. Thế nên là quý bà con chúng ta có thể là tự chủ động trồng ở nhà. Khi mà chúng ta tự chủ động trồng ở nhà thì chúng ta sẽ tránh được trường hợp là nó bị phân thuốc nè, rồi
Chúng ta sẽ cảm thấy rất vui mừng khi chúng ta có được một cái cây thanh trà mà đang có trái lủng lẳng như thế này, đúng không ạ? Có một lần thì Oanh cũng vô tình coi video của chú Hoài Linh, thì vườn của chú Hoài Linh ở dưới Đồng Nai cũng có một cây thanh trà như thế này và cũng đang cho một trái. Và cái hàng này là hàng chiết ha bà con ha, nên là rất là nhanh cho trái. Và cái cây này bà con hoàn toàn có thể trồng kinh tế, tại vì thanh trà hiện tại bây giờ cũng đang là một cái loại trái cây đã được phổ biến rộng rãi và được rất là nhiều các cái gọi là thực khách yêu quý và tìm mua, nên là chúng ta hoàn toàn có thể là thương mại nó. Hiện tại bây giờ giá bán tại vườn dao động từ 30 đến 50 kg trên một 30 đến 50 ngàn trên 1 kg. Còn không biết là Oanh không biết có bị chặt chém gì không, chứ mà mua cái này mới có hơn 1 kg thôi mà tới 110 ngàn nha bà con nha. Bữa mua cái chùm đó là 110 ngàn ấy, chứ không có ít đâu à, bà con ha. Thế nên là khi mà chúng ta tự trồng như vậy thì chúng ta sẽ chủ động được, thứ nhất là chúng ta mang lại niềm vui trong cuộc sống, cái thứ hai là bà con chúng ta sẽ tự ăn được những trái mà mình trồng. Và cái thứ ba, khi bà con trồng nhiều sẽ là những cây kinh tế rất là cao. Có những cây thanh trà mà tới cả ôm, cái đường kính của cái cây tới cả một ôm của Oanh rồi à, rất là lâu năm ở Vĩnh Long. Oanh sẽ sắp xếp để Oanh đến những cái vườn này và quay những cái video thực tế cho quý bà con xem, và cũng như phỏng vấn những vào vườn ở đây về cái loại trái thanh trà này, về giá trị kinh tế của nó để chia sẻ cho quý bà con của chúng ta nhiều hơn nữa. Còn ngày hôm nay thì Oanh xin phép được dùng thử, thì Oanh đã dùng rồi. Thì bây giờ Oanh xin phép được giới thiệu một số đặc tính của cây thanh trà để quý bà con chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn. Cây thanh trà thì ở dạng chiết như thế này thì rất là sớm cho trái. Cái trái này là trái mọc trên, anh báo cho chị Hằng nhận được tiền á anh. Báo cho chị Hằng giùm em. Mọc ở trên cái tự sản sinh ra ở trên cái nhánh này và đã tự chín luôn. Giống như là cái trái bên này, nó còn nhỏ nè bà con ha. Trái trên này nó còn nhỏ nè, bà con thấy không? Cái trái trên này nó còn nhỏ nè, đó. Và khi từ từ nó sẽ lớn lên và nó sẽ chín như thế này. Thì bà con như vậy thì bà con có thể thấy rằng là cái tốc độ phát triển của cây thanh trà nó rất là nhanh. Rất là nhanh cho trái đúng không ạ? Trồng khoảng một năm hơn là bắt đầu bạn ấy sẽ cho trái, và đây là dạng cây lâu năm. Tuy nhiên là một cái niềm vui với quý bà con chúng ta là chúng ta có thể trồng ở trong chậu cũng được nha bà con nhé. Chúng ta có thể trồng trong những cái chậu nhỏ và để trong sân thượng, hoặc chúng ta có thể trồng trong vườn nhà à, rất là vui và rất là thú vị. Và đặc biệt là đối với những cái trái mà nó có cái vỏ màu vàng à, mang lại cái giá trị về quyền quý cũng như tài lộc rất là tốt cho gia chủ à. Tuy nhiên là bên siêu thị cây giống thường là bên Oanh sẽ làm những cái loại cây nghiêng về giá trị kinh tế, nên không phải là đơn giản mà Oanh tự nhiên đưa lên cái cây này ha bà con ha. Đây là sẽ là một cây kinh tế rất là cao, tại vì một cây thanh trà khi mà cái tán của nó lớn, nó rộng, nó có thể mang lại giá trị kinh tế cho bà con rất là khủng. Thanh trà cực kỳ sai trái nha bà con nha, cực kỳ sai trái nha, cực kỳ sai trái. Và theo sự phỏng vấn của Oanh với một nhà vườn thì một cây thanh trà khi mà bạn ấy đạt đủ tuổi trưởng thành và cái tán nó rộng thì nó có thể lên tới mấy trăm ký trong vòng một năm. Máy cho Oanh cho khoảng là 200 kg trong vòng 1 năm nhân với 30.000 thì bà con có thể thấy được là 200 kg 30.000 là 6 triệu. 6 triệu cho một cây thì giá trị kinh tế này cũng gần tương đương với một cây mít rồi, cũng gần tương đương cây sầu riêng thì chắc không lại, nhưng mà với cái thời gian mà cho trái nhanh như vậy thì Oanh nghĩ nó cũng ra khá là ok đúng không ạ? Bà con có thể chiêm nghiệm được trái thanh trà. Trái thanh trà đang ở trên cây, đang chín như thế này ha. Rất là dễ thương nha. Cây này là Oanh sẽ ra chậu để Oanh trồng nè. Trên trồng ở trên sân thượng của nhà Oanh nè. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất là dễ thương, rất là dễ cưng. Và con có thấy cái logo của siêu thị cây giống ở phía sau không? Cho cuộc sống xanh. Tức là Oanh với lại đội ngũ của mình luôn luôn mong muốn là có thể chia sẻ quý bà con từng cây một, để quý bà con có thể góp phần làm cho cuộc sống của mình thêm xanh tươi hơn, thêm tươi mát hơn. Và đặc biệt là vào cái thời tiết đang rất là nóng, rất là oi bức như thế này, đang nói chuyện với bà con nhưng mồ hôi nó chảy nhễ nhãi luôn á. Hên, rất là hên là Oanh không có trang điểm nên thường là bên Oanh sẽ không bị dính phấn son gì cả, nên là cũng rất là may mắn như vậy. Anh ơi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, vâng, em cảm ơn nhiều. Hôm nào xuống lại nữa nhé. À, có luôn, chị em lấy cho. Có anh khách ở trên Gia Lai xuống rất là dễ thương à, bà con ha. À, đây bà con à, một lần nữa cảm ơn quý bà con đã dành thời gian để xem video này của Oanh khi chia sẻ về thanh trà. Đây là một loại cây kinh tế mới à, là một loại cây lâu năm cũng như là một loại cây trang trí để chúng ta có thể trồng sân vườn à, chúng ta có thể trồng chậu, chúng ta có thể trồng thành vườn ha. Chúng ta tùy hỷ huynh ha. Thì chúng ta có thể trồng à, để chúng ta mang lại những cái giá trị kinh tế cho khu vườn của mình, cũng như mang lại những cái giá trị về mặt tinh thần giúp cho quý bà con vui khỏe trẻ đẹp hơn ha quý bà con ha.
Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Hàng ở ngoài kia rồi. Trời ơi, công việc rất là bận luôn bà con ơi. Nào là chuyển hàng, nào là khách sỉ, rồi khách lẻ. Nhưng mà rất là vui nha bà con nha. Một ngày bận nhưng rất là vui, có thầy quanh làm việc từ 6 giờ sáng cho tới khoảng 12 giờ đêm. Giống như ngày hôm qua là lên một cái xe hàng tới 12 giờ đêm mấy anh em mới nghỉ. Nhưng mà chưa bao giờ thấy bất kỳ ai trong đội ngũ của siêu thị cây giống mà than thở làm vất vả quá. Tại vì ai, bất cứ bạn nào khi vào trong team của siêu thị cây giống thì các bạn đều hiểu công việc vất vả thật, nhưng mà mình mang lại những cái giá trị thật, mang lại những cái giá trị đạo đức, những cái giá trị nhân văn cho cuộc sống. Và hiện tại bây giờ thì rất là may và các bạn trẻ cũng hiểu ra được cái sứ mệnh cũng như là những cái giá trị đạo đức mà mình nên thực hiện ở cái cõi sống này, để tiếp một cái cõi sống tiếp thì chúng ta sẽ có nhiều bài học hơn. Một chút tâm linh một chút xíu. Ok quý bà con, bây giờ thì Quang xin phép được cùng với Thanh Trà tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Quang sẽ đi thực tế tại vườn cùng nhau chia sẻ về trái thanh trà nhiều hơn, để biết đâu đây là một cái cây kinh tế mới. Quang sẽ đi chào mặt hàng này tới những cái cửa hàng trái cây để quý bà con của chúng ta sẽ thấy là sẽ có nhiều cái loại hơn để chúng ta lựa chọn trong tương lai nhé. Còn bây giờ Quang xin phép được chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Bye bye.